rồi thì đi dự cái pháp hội ở Đài Loan của Hòa Thượng Quảng Tâm rồi, ở chùa Trấn Quốc ở Đài Trung lớn lắm. Chư Tăng là 1000 gì, có Hòa Thượng Nguyên Trí ở bên Mỹ này về dự được. À, thì hôm đó đó, thầy Hòa Thượng Nguyên Trí ngồi một bên, thầy ngồi chính giữa, một vị sư Tây Tạng ngồi một bên chứng minh, thầy đang tụng kinh Di Đà. Cái bà đó bả chen vô mà người ta mà cư sĩ không phải 5-6 ngàn, cả một cái núi đó người ta chặt hết luôn. Bả chen vô bắt vô bắt rồi: sư phụ ơi, con tìm sư phụ 20 năm nay mà không gặp. Tụi nó đi ra cái chỗ người ta đang thảnh tịnh hành lễ rồi, nó mang tẩu đi ra đi, còn đuổi bà ra, bà bò bà ra, bà ngồi ngoài gốc cây đó bà chờ thầy. Thì khi mà tụng xong thời kinh rồi, thầy đi ra, thì đi cái con đường lên tăng xá phải đi ngang bà, đi ngang cái đó: sư phụ ơi, con ở Hải Phòng đó. Thì ở Hải Phòng ở Vũng Tàu thì đâu có gì đâu mà 20 năm tìm không được. Con ở Na Uy. Ở Hải Phòng. Thế thì sao rồi ở Hải Phòng mà ở quê? Con chết lúc 19 tuổi. Đi đánh cá. Hồi xưa đâu có máy móc gì sư phụ. Đi coi trăng sao không này, bảo vô không kịp, con chết này 204 năm. Chết này 200, đưa bốn cái ngón tay lên 204 năm. 19 tuổi. À, nhập vô cái bà quê ở Hải Phòng mà định cư ở Na Uy. Cái bà mà vô lại thầy đó, 20 năm mà tìm sư phụ không gặp đó, là bà quê ở Hải Phòng. Thì cái vong linh này cũng ở Hải Phòng, mà cái bà này là định cư ở Na Uy. Thì cái vong linh này nhập ở Na Uy mà biết thầy ở Việt Nam qua Đài Loan, mới bốc vé máy bay từ Na Uy về Đài Loan mới gặp nhau. 204 năm. Thôi được, vậy là thầy trò có duyên. Bây giờ đó thầy chú muốn cần thầy giúp đỡ cái gì đó, sư phụ quy y con đi. Con tìm sư phụ có nhiêu đó hả? Ở mày ra cái gốc cây đằng kia tao quy y cho. Vắng người chút, chỗ này đông lắm, mình xích đằng kia chút. Gốc cây này qua gốc kia là khoảng 100 thước, qua ngồi đó thầy truyền tam quy, đặt pháp danh xong rồi lại thầy. Ba lại xuất ra. Thầy hỏi cái cô đó: nãy giờ thầy với cô nói gì, chuyện gì cô biết không? Dạ không, mà con với thầy đâu có quen. Mà cái chùa này không có mời con ở Na Uy á. Chùa quê con ở đâu? Cô Hải Phòng. Thì cái vong linh ở Hải Phòng nó nhập vô, nó về đây nó xin quy y thầy, mới quy y nữa. Trời ơi, con đâu có biết đâu. Thì cái cô đó hoàn toàn con không biết gì hết. Như vậy là quý vị thấy là cái nhân duyên thầy trò, đâu có tụng kinh, đâu có nhang đèn gì đâu, chỉ nói vậy thôi. Cái thằng nhỏ mà hai ba má nó làm bác sĩ đó, thầy kêu nó đi về đi con, ở đây làm ma mày nhát người ta, là bán cà phê ế tội nghiệp rồi, đi về thôi. Giờ chuyện tiếp theo. Cái chú này đó là bị HIV ấy. Bà mẹ thì có người cậu, người em ruột làm bác sĩ ở bệnh viện Chợ Quán. Bà mới nghĩ nó thôi đem nó bỏ ra đó đi, có cậu nó thì nó chết rồi nó, chứ bây giờ ở nhà có mẹ con mà khó khăn quá. Đem bỏ nó để nó chết. Nó chết rồi cậu nó mới điện cho má nó đem xác về chôn. Không rồi đâu khoảng chừng 15-20 ngày vậy đó. Nó nói: mẹ ơi, mẹ qua chùa mẹ nói sư ông lên vớt con về cho trên nó, nhà xác nó đông quá nó đánh con chiều cũng không có nổi. Má nó qua nó nói: thưa thầy, thằng Chiến nó về nó nhập em chú bác nó nói bây giờ nó ở trên nhà xác rồi, ta đánh nó nhờ sư ông lên vớt nó về. Thầy qua thầy mới nói: bây giờ lên đó nó đâu có cho sư ông tụng kinh gì mà giới con, khó lắm. Nó nói không có tụng gì hết, ông đứng ngoài cửa ông dái con đi về, không có tụng kinh gì hết. Thôi cũng được, vậy là cũng tiện. Bữa đó thầy đi giảng ở Mỹ Tho, chùa Phổ Đức.
Thầy nói với má nó bây giờ sáng nay chị bao cái xe chị đi với thầy, rồi thầy lên nó thầy vớt nó, rồi hai mẹ con về để chiều thầy về thầy quy y cho nó. À, sáng 4 giờ thầy có mặt ở trên nhà xác, thầy vô thầy đứng nói con ơi, bữa nay xe ông lên xe ông vớt con về nha, ngày con về với má con xe ông đi giảng, chiều con chiều xe ông về xe ông quy y cho con, thôi về đi. À, nó về nó nhập vô nó không chịu về, nó nói chứ ông không có về nó không về, thầy phải đánh xe lên vớt nó lần nữa về quy y, tại vì nó giận má nó, má nó bỏ nó lên cho chết, cho nó đi với má nó không đi, nó về nó nói là nó không về, rồi má nó qua nó má mới nói là thằng Chiến nó không có chịu về, nó nói là sư ông không có đi với nó không về, cho nó thôi để mai đây rồi sư ông đi, khuya nay sư ông đi lên sư ông vớt nó về rồi nó đi với sư ông quy y cho nó, đi với má nó không về. Thì nói như vậy thì quý vị nó về nó nói là ở trên đó người ta đông lắm, ta đánh nó chịu nổi. Mẹ qua bên chùa nó thưa bấy sát chùa thầy, nó cách ăn sao hè thầy vớt con về để nó đánh con chịu không nổi. Rồi chuyện tiếp theo. Ở Cần Thơ, cái cô này là 23 tuổi, đang là sinh viên Đại học Kinh tế của Cần Thơ, có cái vong linh ở này đã nhập. Nhưng mà lâu mau thì gia đình không có phát hiện được. Cái hôm đó thì nó mới nói thế này, nó xin mua một cái đải cứ quý thầy mang đó, một cái áo tràng, một sâu chuỗi làm lễ xuất gia. Thì cha mẹ của cô sinh viên nó qua cái chùa Phật Cọc Cần Thơ nó cách cái nhà có 4 căn, mời quý thầy qua nó không chịu, nó mới ra Vũng Tàu mời hòa thượng giác hành. Thì ba má nó mới đánh xe ra Vũng Tàu thưa với thầy nè, thầy nói xuất gia thì người sống xuất gia chứ người chết xuất gia làm sao làm, thầy không có biết làm cái đó, đệ tử thầy mấy điệu đó nó tu đó mà thầy xuất gia nó còn sống với người chết rồi xuất gia làm sao xuất gia. Gia đình năn nỉ quá, rồi nói thôi thì anh chị về đi, rồi bữa nào tôi rảnh thì tôi xuống tôi điện thoại tôi báo cho. Sau đó mấy ngày cái thầy mới điện thoại thầy báo thầy xuống. Thì khe xe thầy xuống dốc cầu Cần Thơ đó, thầy mới nói tài xế ra con tắt vô trong lề, con gọi cái số điện thoại này, cái nhà này họ ra, họ rước mình cho mình biết Cần Thơ cái đường nào. Thầy nói vậy thì cái cô sinh viên đó cổ lái xe gắn máy, cổ đưa tay cổ chào thầy rồi cổ dẫn thầy vô. Mà lúc đó là cái vong linh nó nhập vô cổ lái xe chứ cổ không biết. Mà cậu biết thầy xuống tới đó, thì cậu đánh xe ra, cậu giơ tay cậu chào, rồi vô nhà uống nước rồi xong rồi nghỉ rồi. Thấy cái mâm để cái bàn đó, vợ chồng cái chú là cha mẹ cô sinh viên nên đó, xin mua cái đải, trong cái đải đó có cái áo tràng, có cái sâu chuỗi, rồi xin đây làm lễ xuất gia. Mà con qua chùa và cậu còn thơ, con mời quý thầy là không chịu, còn phải thỉnh hòa thượng xuống. Tụi nó thôi lên lầu đi, nhang đèn rồi chuẩn bị lên rồi lên. Thì lên lầu rồi chuẩn bị tươm tất lắm, bông trái đồ làm cũng đàng hoàng đó. Thầy y hậu chỉnh tề, thầy niệm hương, thầy làm lễ xuất gia. Xong thì chú mới nói, sư phụ ơi xuất gia là phải cạo tóc. Thầy hỏi cạo ai? Nó cạo cái cô sinh viên rồi nó không được. Tự nhiên con gái ta đè đầu cạo tóc. Rồi con xuất ra nó kêu cảnh sát làm sao? Cái gì nó thầy có lỗi thầy không làm được không? Nói không cạo tóc thì không xuất ra được, cái vong linh nó không xuất ra được. Thầy mới kêu ba má của cô sinh viên, bây giờ sao? Bây giờ đó cái vong linh này nó yêu cầu là phải cạo tóc, mà cạo tóc là con của anh chị mà thầy không dám. Bây giờ anh chị viết giấy cho thầy cạo, mà nó nói là không cạo thì nó không xuất được. Thì bây giờ làm sao? Hai vợ chồng tội nghiệp lấy giấy ra viết đàng hoàng tử tế, chồng ký vợ ký đàng hoàng, thầy đem ra ngoài hàng hiên đó thầy cạo tóc. Mà trong lúc thầy cạo đó thầy hỏi chứ con quê ở đâu, lý do sao chết, bao nhiêu năm. Nó mới nói con ở Mỹ Tho đó sư phụ, con với thằng bạn con đi dự cái lễ sinh nhật
là nó uống rượu quá, cái rồi té xe chết. Con thì chết tại chỗ, còn thằng bạn con vô bệnh viện đa khoa của Mỹ Tho là 2 ngày sau mới chết, 27 năm. Chết cách đây 27 năm. Mà sư phụ biết nhà con giàu lắm, mỗi lần mà đám giỗ con làm một con heo quay, mời bạn bè đông lắm ăn không đủ, làm theo con chó mà con đâu có ăn. Mà năm nào cũng làm heo quay làm chó hết. Con thấy tội nghiệp quá, con phát nguyện con đi tu để con độ con heo con chó đó. Quý vị nghe chưa? Ông bà mình đám giỗ cúng chay tốt, đừng có sát sanh. Mình là người Phật tử mà, cái ngày kỷ niệm của ông bà cha mẹ tổ tiên theo cái truyền thống của người Việt Nam là cái đạo thờ cúng ông bà, cái đạo của người Việt Nam. Đạo Phật thì không có chủ trương cái chuyện đó. Chủ trương của đạo Phật là tu học theo giáo lý của nhà Phật để thoát ly sanh tử, chứ không có bài cái chuyện cúng. Mà cái cúng á, là của người Việt Nam, cái đạo của người Việt Nam là phải cúng, không cúng là chịu không nổi. Nhưng mà cúng chay, rồi tụng một biến kinh Di Đà, niệm Phật hồi hướng cho ông bà, cho cha mẹ mình đầy đủ phước đức mà đúng chánh pháp. Cái vong linh này nó nói là con đâu có ăn sư phụ, mà mỗi năm đám giỗ con á, làm con heo quay, ăn không đủ làm thêm con chó nữa, con thấy tội nghiệp quá, con phát nguyện con đi tu để độ mấy con heo mấy con chó. Thế là cái vong linh đó chết 27 năm. Mà từ Mỹ Tho mà xuống Cần Thơ nhập, thầy mới hỏi tại sao con không nhập người trong gia đình, con nói cái chuyện đó cho người ta nghe. Mà con nhập với người ở Cần Thơ thì có ai nghe đâu. Khó lắm sư phụ ơi, chứ không phải dễ nhập đâu. Tìm được cái người mà nhập vô phải là có cái đủ cái nhân duyên mới nhập được, chứ không phải đụng ai nhập được. Khó lắm. Thế này, từ ở Mỹ Tho mà xuống với Cần Thơ này nhập cái cô sinh viên này, mà hỏi này 5 năm, 5 năm rồi mà gia đình không biết. Không biết. Có khi nào mà con nhập vô á là cô không cho cái cô này đi học, bắt ở nhà ngủ vậy thôi. Chứ không có nói vậy. Mà từ khi mà sinh gia đình mà mua cái đải, mua cái áo trà, mua cái sậu chuỗi đó, nó mới lòi ra cái chuyện là muốn đi xuất gia tu học. Nhưng mà thỉnh chư tăng ở chùa Phật Cọc Cần Thơ thì cái vong linh không chịu. Mà ra Vũng Tàu thỉnh hòa thượng giác hạnh vô, hòa thượng kỳ được. Chuyện tiếp theo. Cái gia đình này có hai đứa con, hai đứa con gái hết. Con nhỏ lớn thì 9-10 tuổi đó, con nhỏ 7 tuổi. Mà hãy bữa nay đó, con nhỏ lớn này nhập viện, thì ngày mai ta cho xuất viện, thì chiều con nhỏ nhỏ đi nhập viện. Sáng hôm sau con nhỏ nhỏ xuất viện thì con nhỏ lớn này nhập viện. Cứ như vậy mà nhập lên nhập xuống, có hai đứa nhỏ nhập hoài. Bác sĩ nói anh chị có khùng không? Hai đứa nhỏ bình thường nó có bệnh gì, trời ơi nó nghẹt họng nó mới đi nhà thương, nó tự nhiên sao được, mà không biết bệnh gì. Cái hai đứa nhỏ lên xuống thì bác sĩ bực mình nữa. Cái bữa đó ông chồng mới đem cái điện thoại di động ra chùa, thầy sư phụ ơi con mở cái này cho sư phụ nghe, cái vong linh này nó nhập vô vợ con, mà nó bây giờ nó mời sư phụ làm đám cưới. Trời đất ơi, đám cưới gì mà chết mà đám cưới là sao? Không, tôi không có làm được cái chuyện đó. Còn sống mà làm đám cưới, chết làm gì? Thôi để tôi vô, tôi coi. Thì ảnh chở thầy vô, thầy chỉ còn ngồi vô, chỉ lúc lắc, thầy mới hỏi, thì ảnh mới kể thế này. Năm 68 đó, thì ảnh tử trận, chết. Thì cái gia đình này có một cô gái đó cũng chết năm Mậu Thân, mà cái cô này đã là lớn hơn cô cái anh này 2 tuổi. Cái anh lính này đó tử trận rồi nhỏ hơn cái cô. Anh là Trần Văn Hùng, cái cô gái là Trương Thị Ngọc Ngà, mà cô gái này lớn hơn cô anh này là 2 tuổi. Bây giờ hai người này thương với nhau, tức là nhờ thầy làm đám cưới. Đại khái vậy đó, mà chết năm Mậu Thân. Thầy mới hỏi cho hai người quen lúc nào, lúc còn sống rồi chết rồi mới quen.
khổ ghê không? Không phải còn sống mà chết rồi mới quen. Bây giờ đó, thầy chưa bao giờ làm đám cưới cho người chết. Thầy làm lễ hằng thuận cho Phật tử. Thầy làm thường quen thôi. Lúc chuyến trở về 24 tây tháng 5, thầy về New York, thầy làm đám cưới. Có đám cưới chờ thầy dưới không? Mà người sống mà cái đám cưới này người chết. Thôi bây giờ đó, chú bài vẽ cách nào cho cái gia đình này người ta làm chứ giờ thầy không biết. Thì cái chú đó, chú nói cái ông chủ nhà đó, bây giờ đó anh đi đặt hai cái hình nhân, mà cái hình cô gái đó là mặc áo dài đỏ, có dây chuyền, hai bộ đồ. Cái hình nhân người nam đó là hai bộ đồ, hai chiếc nhẫn, để sư phụ làm lễ thành hôn. Rồi tôi nói thôi bây giờ đi gia đình anh đi đặt hai cái hình nhân đi, bữa nào xong rồi tôi vô tôi làm đám. Anh lên Sài Gòn anh đặt hai cái hình nhân đó, anh đem về. Anh ra anh thưa với thầy là ngày 28 Tết, 28 Tết anh vô làm đám cưới. Vô thấy là hai cái hình nhân để cái bàn đó, cao khoảng 7 tấc, cô gái mặc áo dài đỏ, có dây chuyền, còn cái anh lính Cộng Hòa có hai bộ đồ, hai người đó. Rồi bây giờ thì nhà nó không có thờ Phật, thờ ông bà thôi. Thầy để cái bàn nhỏ nhỏ góc đây, cái bàn gia tiên đó, thầy mới đứng chính giữa, hai vợ chồng anh chị đứng hai bên, thầy mới cầm ba cây nhang, hai anh chị ngửi cây nhang, thầy mới khấn với họ Trương, họ Trần. Vậy đám cưới mình phải là khấn với hai họ đó, gia tiên của người ta. Xin khấn nguyện với gia tiên họ Trần và gia tiên họ Trương, Trần Văn Hùng, Trương Thị Ngọc Ngà, hai người này họ kết duyên vợ chồng. Tôi Hòa Thượng Thích Giác Hạnh thay mặt cho hai họ làm lễ trao nhẫn, đó là tuyên bố lại đàng hoàng. Thôi hai vợ chồng lại gia tiên ba lại đi. Thầy xây qua hai cái hình nhân đó, thầy mới nói nè, hôm nay ngày mấy tháng mấy, tại địa điểm, nhà số mấy, đường gì, này nói. Trần Văn Hùng và Trương Thị Ngọc Ngà là kết duyên chồng vợ, thầy xin thay mặt cho hai họ, thầy tuyên bố là kết hôn và trao nhẫn cho hai vị này, Trương Thị Ngọc Ngà và Trần Văn Hùng. Thầy trao nhẫn xong đàng hoàng tư tế xong rồi ra đã ngồi uống nước chơi chỉ đại khái vậy thôi. Hai cái hình nhân có nói vậy đâu, đứng trong chân như có nói gì. Thầy tuyên bố rồi, thôi kể từ hôm nay là không có làm cho hai đứa nhỏ này là nghẹt họng đi bệnh viện nữa. Vậy cái nhập vô liền, nhập cho cái bà vợ của ông chủ nhà rồi. Nhập vô liền. Thầy hỏi sao anh Trần Văn Hùng, hai đứa nhỏ là sao? Thấy hai đứa nhỏ dễ thương quá, giỡn chơi. Vậy thôi chứ không có gì. Trời đất ơi, giỡn chơi mà hai đứa nghẹt họng vậy đó hả? Thôi bây giờ từ rồi sắp tới là không có làm cho hai đứa nhỏ nó bệnh hoạn nữa, để nó đi học đàng hoàng nha. Rồi hai người đó bệnh duyên cầm sắc, thầy cầu chúc cho Trương Thị Ngọc Ngà, Trần Văn Hùng là trăm năm hạnh phúc dưới tiền đài. Dưới tiền đài, không phải trên trần gian đấy. Chết rồi.